Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 4 tháng 8, Bộ Y tế đã có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Cụ thể, thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế 7 ngày tiếp theo, trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 và của Bộ Y tế. Đối với người nhập cảnh đáp ứng đủ các điều kiện như những người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR, real-time LAM trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận. Các trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất là 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh và có giấy chứng nhận tiêm chủng. Người đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy tính từ ngày nhập cảnh. Ngày thứ nhất có thể sử dụng test kháng nguyên nhanh hoặc bằng phương pháp real-time PCR và ngày thứ bảy bắt buộc phải sử dụng phương pháp real-time PCR mẫu đơn. Trường hợp có kết quả dương tính thì xử trí theo quy định. Thưa quý vị, trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, có nhiều khu dân cư có bệnh nhân F0 bị phong tỏa. Bên cạnh đó cũng vẫn còn nhiều khu dân cư an toàn, không có người nhiễm COVID-19. Những khu vực này đã được chính người dân tại đây thiết lập các chốt mang tên vùng xanh để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Quảng Mai, khu vực đầu tiên của thành phố Hà Nội thiết lập vùng xanh. Một tấm biển khổ lớn được đặt trước ngõ 175 Tam Trinh, phường Mai Động. Ở đây chỉ còn một lối ra vào duy nhất. Tại khu vực vùng xanh này, tổ COVID-19 cộng đồng cùng với người dân chỉ cho phép công dân cư trú tại địa bàn khi có giấy đi đường hoặc giấy đi chợ đi lại. Một số trường hợp được giao hàng tại chốt. Những người không có lý do chính đáng, tuyệt đối không được vào bên trong. Tất cả vì một mục đích, bảo vệ khu dân cư khỏi COVID-19. Chúng ta hiểu là vùng an toàn là quản lý người ra vào đảm bảo an toàn cho dân cư ở đây và những người lạ từ nơi khác đến. Nếu như không có giấy tờ và lý do chính đáng và hợp lý thì không được vào. Hiện nay thì trên địa bàn phường thì đã thành lập được 35 chốt xanh để ngăn chặn các nguồn lây lan len lỏi vào các khu dân cư. Việc này thì được người dân rất là nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Không chỉ ở khu vực dân cư, quận Hoàng Mai còn thiết lập vùng xanh tại nhiều chung cư với gần 1.000 hộ dân, tương đương với 3.000 người. Để ngăn chặn COVID-19 xâm nhập, ngoài những biện pháp như những vùng xanh khác, tổ COVID cộng đồng tại khu chung cư này còn hỗ trợ người dân mua hàng thiết yếu. Để giảm tải người dân đi ra chợ mua các cái nhu yếu phẩm thiết yếu, phường thì cũng đã phát phiếu. Thì tuy nhiên là các ban quản trị sẽ giúp cho người dân đi chợ một tuần chỉ có 2 buổi thôi. Thế chính vì vậy là người dân là ở đâu ở đấy, không phải đi ra ngoài. Hiện gần 400 tổ dân phố tại 14 phường trên địa bàn quận Hoàng Mai đã đồng loạt triển khai những vùng xanh an toàn trước dịch COVID-19. Cái vùng xanh này thực hiện để đảm bảo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện nghiêm nhất. Kể cả khi mà Hà Nội dịch đã được khống chế mà chúng ta không phải thực hiện chỉ thị 16 nữa, thì chúng tôi vẫn khuyến khích những điểm vùng xanh như thế này nếu có điều kiện. Mới đây, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu các địa phương chủ động, tích cực học tập, chia sẻ kinh nghiệm các mô hình hay, các cách làm tốt trong phòng chống dịch bệnh, trong đó có mô hình vùng xanh. Bởi những vùng xanh không chỉ để ngăn chặn COVID-19 mà còn nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng dịch, bảo đảm an toàn cho chính mình, gia đình và cộng đồng. Thưa quý vị, với tình hình hiện nay tại các chợ siêu thị là những khu vực có nguy cơ bị dịch bệnh tấn công. Để hạn chế nguy cơ bị lây nhiễm thì nhiều siêu thị đã bắt đầu áp dụng các biện pháp giãn cách, phát phiếu chia thời gian mua sắm, giới hạn khách vào bên trong và cả lực lượng thực phẩm được mua. Cụ thể, khách tới mua hàng phải khai báo y tế bằng giấy hoặc qua mã QR code, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và được phát số thứ tự rồi xếp hàng ngồi chờ vào siêu thị. 10 phút một lần, nhân viên siêu thị sẽ hướng dẫn cho một lượt khách vào mua. Việc hạn chế số lượng khách hàng mua hàng mỗi đợt theo các siêu thị nhằm giảm mật độ khách mua trong siêu thị, giữ khoảng cách giữa người mua tốt hơn, tránh nguy cơ lây nhiễm. Cùng với đó là việc giới hạn số lượng mỗi lần mua của khách hàng. Với những mặt hàng thực phẩm, mỗi khách hàng chỉ được mua 30 quả trứng gà một lần, giá mỗi quả là 3.000 đồng, tăng từ 300 đến 400 đồng một quả so với cách đây một tuần. Được biết, các mặt hàng rau xanh trên hệ thống siêu thị hiện vẫn đủ, đảm bảo cung ứng phục vụ nhu cầu của người dân.
Vâng, giãn cách khoanh vùng cách ly để phòng chống dịch COVID-19 tại nhiều địa phương khiến hàng loạt các doanh nghiệp bị thiếu hụt lao động, sản xuất đã bị đình trệ. Vậy bản thân các doanh nghiệp và nhà nước cần làm gì để tháo gỡ những khó khăn trên? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của các phóng viên chúng tôi. Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp trên cả nước. Tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, việc giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đã khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng đình trệ sản xuất do thiếu lao động. Trước đó, tỉnh Bắc Giang buộc phải đóng cửa 4 khu công nghiệp với 322 doanh nghiệp, với tổng số gần 150.000 lao động tạm ngừng việc. Trong thời gian bùng phát dịch bệnh, tỉnh Bắc Ninh có 42.000 lao động phải ngừng việc, Hải Phòng có hơn 30.000 lao động bị ảnh hưởng tiêu cực. Một số doanh nghiệp phải nghỉ việc, thậm chí hàng chục nghìn công nhân trong các cái khu công nghiệp phải nghỉ việc. Nó tạo ra cái khó khăn cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Một cái vấn đề lớn đó là doanh nghiệp phải cách ly cái hoạt động sản xuất, sẽ bị ngừng trệ, các cái đơn hàng sẽ không được thực hiện và thậm chí có thể có những cái ảnh hưởng đến cái uy tín của doanh nghiệp, cũng như có thể bị phạt do thực hiện không đúng hợp đồng. Cho nên cái việc mà phòng chống cái dịch bệnh COVID-19 ấy, trở thành một trong những cái vấn đề rất nóng với các cái doanh nghiệp trong cái nền kinh tế quốc dân. Trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, theo các chuyên gia, các doanh nghiệp cần phải có chiến lược và những bước đi thận trọng, an toàn. Với các doanh nghiệp chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19, cần phải chủ động kiểm tra, có phương án phòng chống dịch cụ thể như phân luồng với ca làm việc hay kích hoạt phương án 3 tại chỗ. Tại thời điểm này, tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta không có những cái giải pháp căn cơ thì có thể là cả nền kinh tế sẽ đi vào một cái sự rủi ro là thiếu lao động. Và từ cái việc thiếu lao động đó thì chúng ta biết rằng toàn bộ bộ máy kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Không những là ảnh hưởng tới tất cả những sản xuất kinh doanh quốc nội, mà đặc biệt nữa tại những cái khu chế xuất, những cái khu công nghiệp, là những cái khu mà sản xuất ra hàng xuất khẩu, chúng ta sẽ thiếu hàng xuất khẩu và tình trạng đó có thể rất là rủi ro và nguy hiểm cho nền kinh tế. Các chuyên gia cũng cho rằng chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp cần tập trung vào việc trợ giúp, khuyến khích đầu tư nhằm vào những đối tượng, khu vực đang tạo nên dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế, thay vì hỗ trợ chung chung cho tất cả các đối tượng chịu ảnh hưởng sẽ khiến cho nguồn lực bị phân tán, dàn trải, kém hiệu quả. Thì tôi nghĩ rằng chính phủ cần phải có một cái gói hỗ trợ các doanh nghiệp để mà cho vay chẳng hạn như với lãi suất thấp hoặc là lãi suất bằng không, cho vay với điều kiện dễ dàng và những cái thủ tục đơn giản để người ta có thể giúp người lao động duy trì được công ăn việc làm của người lao động. Tại vì một khi mà người lao động đã rời khỏi công ty và trở về quê quán của họ, thì cái việc mà bốc họ trở lại các thành phố lớn và làm việc trở lại bình thường là trong nhiều trường hợp rất là khó khăn. Dịch COVID-19 được dự báo sẽ vẫn còn có thể kéo dài trong những tháng tới. Hoạt động của các doanh nghiệp, các công ty sẽ tiếp tục phải đối diện với những thách thức mới, trong đó có yêu cầu đảm bảo nguồn lao động. Do đó, thay vì ngồi chờ những chính sách hỗ trợ từ nhà nước, mỗi công ty, doanh nghiệp cần chủ động ứng phó, tấn công dịch COVID-19 tại nơi làm việc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại những thông tin cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!